Sư ở lớp giáo lý Phật pháp được giảng vào thứ ba hàng tuần Vừa rồi sư giảng về bố thí Sư có đề cập khi mua đồ cúng dường thì không nên trả giá Con đồng ý với việc này Tuy nhiên trường hợp mình không đủ kinh phí để mua Nên cần phải xem xét về số kinh phí mình có Và lựa chọn sao cho phù hợp thì có ổn không Ví dụ con có 200 ngàn để mua 10 vật phẩm cúng dường thì có chỗ a bán với giá 300.000 chỗ B bán 200.000 với 10 vật phẩm giống nhau còn sẽ chọn chỗ B trường hợp này con mua đúng với số tiền mà chỗ B bán không trả giá và đủ với số tiền con có như vậy có hợp lệ không cái việc đầu tiên là mình hỏi cái tâm của mình cái là tâm của mình nó có cái sự bỏng sẻn trong đó hay không? Có, có sự ngần ngại trong đó hay không? Ừ. Và cái nhớ dùm cái bỏng sẻn thì nó khác với cái hợp trí nha. Cái bỏng sẻn tức là mình ngại bỏ tiền thêm. Tức là mình không muốn bỏ thêm tiền. Còn cái cố trí là mình suy xét là cái gì là tốt nhất hai cái đó nó khác nhau muốn phân biệt được thì hỏi tâm của mình ừ. à, hơn nữa đó mình không trả giá thì không có nghĩa là mình không được lựa chọn ừ. quý vị có thể lựa chọn chứ không lẽ bây giờ đưa cho quý vị hai cái trái cây đi một trái nó bị thối còn một trái thì nó còn ngon không lẽ giờ mình nói tôi không có lựa chọn tôi có cầm che thối đó. Rất. thì um, nó kẹt lắm ha Đấy. cho nên cái không trả giá thì nó khác với cái chuyện là mình không được chọn quý vị được chọn được chọn nhưng mà chỉ không có nên trả giá vậy thôi ừ.